chơi trông như Hồng Kông. Sau 2 năm tựa lông hồng mà nay trông như Ngộ Không. Đang ngao du ở trong lồng bốn bức vách mênh mông. Everyday nơi đây chỉ còn thanh tuấn với cái máy nói ngồi dập dịch in this song. Hai thanh niên thật VIP pro đàn ca cho qua ngày tháng. Rau thay cơm rồi cháo thay cơm tuần nay chưa ăn gì khác. Dòng chưa du lịch khắp một nơi từ xa trên Google Maps. Cứ thế just on the mic này thành boss trong lâu đài. Chị dịch trên tinh thần là fake còn Covid hoặc bị fake. Lấy một chút xúc tạp và vaccine on beat. Lấy cái dịch của music dập đại dịch. Đây là lấy dịch trị dịch. Dịch có nhiều loại dịch mà ok. Tuy đều kiểu dịch thuật, tùy mình điều chế. Dịch này mặt đã bịt, vẫn thấy dịch ra được nhiều phết. Hai năm không xê dịch mà người dẫn đê với dịch nhiều lên. Anh phải ở trong nhà, baby em quá nà nì. Bất tên mất tên ngờ mà người tên vaccine gì. Đi đâu bên phía ra đường, không đi ra khỏi cây phường. Online có chơi là mà cái đau kia đi bà, yeah. I'm on my tennis, đâu phải cứ lượm mà cú hết. Phải lý chăm sóc chăm ra lên, nếu cô rồi vết được Covid. Chưa bao giờ hết đồng bên da, trung tâm thờ đức mẹ Gaia. Tôi khỏe mọi người tôi chứa hoa, thay vì ngầm bên data bag. Ngày nào rồi cũng tắm xong ăn, ăn xong rồi lại phải tắm. Nước tắm mãi, tắm cho lắm xong lên giường nằm, yeah. Rồi lại ngồi dây ngắm nhau ăn, ăn xong lại rủ nhau tắm. Nước tắm mãi, tắm cho lắm xong lên giường nằm. Nên để ở yên nhà, cần có tiếng ca. Gain vẫn to lên và nhạc mở trên loa. Em, cây cỏ muôn hoa, như thở bên ta. Và em, she cũng make it clap all the time. Yeah. Friday ta hít một hơi đầy. Soi trong gương hai năm nay vẫn thấy mình hơi gầy. Ra ban công soi xung quanh không bao người trên đường. Ôi trái thì phi thường không muốn đi lên phường. Không quan tâm tới những tiêu cực online. Hay sống đúng với những hy vọng tương lai. Anh thà biết tôi nghịch flow ta cũng trôi. Vì còn ngày mai rất dài. Để trở thành con người better. A better. Better. A better. A better. Not a better. A better. Getting better, we will be better. We will be better. I think I'm sick of it. Cơ thủ trao cho người người thi hành công vụ. Lo cả trao chưa xong đã phải đỡ đòn của ông cụ. Ông cha ta ba năm vẫn luôn tinh bằng lịch âm lịch. Bao anh hùng tự tâm dịch, lấy music này dập dịch. Chấp không, chấp hành phát luôn vào ngay, scratching ở trong ngành, phát luôn vào tay, tốt nhất nên ở nhà, không lang thang lạc cả, ngoan ngoãn chấp hành và yên tâm đi dịch sẽ hết mà. Gió chảy, mây trôi, phải dừng lại ở đây thôi, đêm đêm không ngủ được mà cứ tưởng như thể là stay boy, someone tell someone, đi về nhà là phải rửa tay, lăn tăn hay là ăn năn, chắc có vài thói quen phải sửa đây. Hôm nay tôi không đi ra phố, hôm sau đi tiêm trên phường, hôm nay tôi đang xem trên báo 350 thanh niên đang lên đường. It's time để mà tập luyện, it's time để mà tập luyện, tập cho đến khi thành doanh nghiệp to ta đập cho Covid sợ. Ở nhà mấy tháng nay sống như người rừng tóc tai dài hơn đang chờ, ngày thì ngủ tới trưa chiều nhìn trời rồi suy với chuyện hoang tưởng, nhiều khi chết tới hát có lần lại nhẹ nhàng đưa đầu vô khoang tưởng. Hơn chiều vô nhà thương gặp rác mà vẫn né nhanh như thường. Nói đùa thôi, chứ tao làm thật mày ơi. Covid ba này tạm thời đừng kêu tao qua mày chơi. Bước ra đường tầm này là toang, ở nhà hít sàn ngang. Đợi anh em online cùng giờ tìm chợ cứ thế mà phang. Tuy hơi suy nhưng mà cứ thế đi cho an toàn. Ngoài liên quan chuyện chỉ không gấp cuối năm sang bàn. Đi đâu khi mang Covid khắp nơi lan tràn. Tao chưa bảo hiện công an để chờ là mày nên chén đâu dám nào than rõ ràng.